gái của Bảo Anh một tuổi đã biết bắt chen, nói chuyện lém lỉnh khiến hội mẹ bỉm cũng mê mẩn. Nữ ca sĩ thừa nhận bị lúng túng trong cách chăm sóc Misumi, tiết lộ con gái có nguy cơ suy dinh dưỡng, rối loạn không gian ngủ vì cách dạy hỗn hợp. Bon pha trộn ăn dặm uống sữa xen kẽ trong ngày, ai dè đâu bé bỏ sữa ăn thì ít, giờ thì nơm nớp lo sợ bà suy dinh dưỡng như Bon lúc nhỏ. Bà Bon cho bé ngủ riêng xen kẽ ngủ cùng với mẹ, kết quả là bà loạn luôn, không biết đâu là không gian để đi ngủ. Từ lúc thừa nhận chuyện bản thân lên chức mẹ bỉm, các trang mạng xã hội của Bảo Anh đều ngập tràn những hình ảnh đáng yêu của ái nữ đầu lòng và cuộc sống hạnh phúc của hai mẹ con. Bé Misumi, con gái Bảo Anh hiện tại đã hơn 1 tuổi, nhấp tì gây ấn tượng vì đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng. Tương tự như những nhấp tì khác của sao Việt, Misumi cũng là một trong những hot kids nhận được lượt tương tác rất lớn trên mạng xã hội. Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Anh đã chia sẻ khoảnh khắc con gái đầu lòng biết nói từ đầu tiên. Misumi nói chữ mẹ trong sự tung hô của nữ ca sĩ. Khi nghe con gái gọi mình, giọng ca chính ít vô cùng xúc động. Cô liên tục kêu ái nữ nhắc lại và vỗ tay thích thú. Điều này khiến Misumi cũng phấn khích, cười giòn tan. Nhận xét về con gái, Bảo Anh từng cho biết Misumi là một em bé trộm vía hoạt bát, lém lỉnh và thông minh. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng, từ mấy tháng tuổi, Misumi đã biết hóng chuyện và có khả năng phản xạ giao tiếp khá tốt với mẹ. Ở độ tuổi lên 1, cô nhóc đang trong giai đoạn Bibo tập nói. Do đó, khi nghe con gái cất tiếng gọi mẹ, Bảo Anh lập tức chia sẻ cảm nghĩ lên trang cá nhân. Hôm nay Misumi kêu mẹ, tiếng mẹ đầu tiên, tôi hú hét như một đứa trẻ, còn chị bé thì cười ngất ngưỡng. Không có ngôn từ nào để diễn tả cảm giác này. Cảm ơn Misumi đã đến cuộc đời này, cảm ơn con. Cảm nhận được năng lượng hạnh phúc của Bảo Anh, nhiều mẹ bỉm suýt xoay dành lời khen và gửi lời chúc tốt đẹp đến hai mẹ con nữ ca sĩ. Được biết trong quá trình dạy con, Bảo Anh đã mua khá nhiều truyện tranh để đọc cho con nghe. Chính vì thế mà dù bận rộn, nữ ca sĩ vẫn luôn dành thời gian mỗi ngày để tâm sự với ái nữ, cho con ra ngoài gặp gỡ mọi người xung quanh và đặc biệt là để Misumi chơi với sách thường xuyên. Đó là lý do mà mới chỉ vừa tròn 1 tuổi, Misumi đã biết luyên thuyên suốt ngày. Dẫu chưa nói được nhiều và tròn vành rõ chữ, nhưng so với một số trẻ khác trong độ tuổi này thì con gái Bảo Anh đã biết nói khá sớm. Tuy nhiên Bảo Anh cũng thừa nhận bản thân còn gặp nhiều lúng túng trong cách chăm con. Mẹ bỉm chính ít cho biết cô luôn cố gắng cân bằng giữa việc chạy show và chăm con. Người đẹp trải lòng kể từ khi có con, cô chỉ đi làm rồi về nhà và hạn chế tụ tập bạn bè. Song dù cố gắng chăm sóc con nhưng Bảo Anh tiết lộ con gái có nguy cơ bị suy dinh dưỡng vì biếng ăn. Cụ thể, cô nàng đã kết hợp cho con ăn dặm và uống sữa trong ngày. Cuối cùng, Misumi bị chứng biếng ăn, liên tục bỏ bữa khiến cô lo lắng. Thậm chí, con gái đầu lòng của Bảo Anh còn gặp phải vấn đề rối loạn không gian khi chỗ ngủ bị thay đổi liên tục. Giải thích về vấn đề này, Bảo Anh cho biết cô đã cho con ngủ xen kẽ với mẹ và một mình nên thành ra không gian phòng ngủ luôn thay đổi, dẫn đến tình trạng Misumi không xác định được đâu là chỗ ngủ. Trước tình trạng này, Bảo Anh khẳng định cô đang cố gắng thay đổi cùng con. Thêm vào đó, người đẹp cũng khuyên các bà mẹ hãy hạn chế kết hợp nhiều phương pháp chăm con để tránh tình trạng các con bị rối loạn vì cách dạy hỗn hợp. Hồi tháng 4 năm nay, Bảo Anh bất ngờ công khai hình ảnh con gái đầu lòng sau thời gian giữ kín. Trước đó, nữ ca sĩ không phủ nhận nhưng cũng không lên tiếng về tin đồn sinh con. Bảo Anh đăng ảnh con gái kèm dòng chia sẻ, tính 18 tuổi mới ra mắt mà mới biết đi thì mẹ đã gây chuyện rồi. Xin chào cả nhà, con là Misumi. Con gái của nữ ca sĩ tên là Nguyễn Bảo Thiên Di, tên thân mật là Misumi. Chia sẻ về ý nghĩa tên này, nữ ca sĩ cho biết, Thiên Di có nghĩa là tự do, còn Bảo là bảo vật. Dù là vật báu nhưng con vẫn sẽ luôn được tự do. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.